Thưa quý vị, thời tiết nắng nóng không chỉ là nguyên nhân khiến chúng ta mệt mỏi, suy giảm sức đề kháng, mà đây còn là tác nhân khiến cho bệnh cao huyết áp đột ngột tăng. Nhất là với những triệu chứng thường gặp như là say nắng, cảm sốt xuất hiện, đó cũng là một cảnh báo nguy hiểm đối với những người bị cao huyết áp. Và nếu không biết cách điều chỉnh, việc tăng huyết áp đột ngột có thể cướp đi tính mạng của người bệnh hoặc để lại những di chứng vô cùng nặng nề cho cơ thể. Trước kia có quan niệm chỉ thời tiết lạnh mới ảnh hưởng đến tăng huyết áp. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng cũng ảnh hưởng đến huyết áp rất nhiều. Nghiên cứu của khoa tim mạch cho thấy, thời tiết nóng làm giảm huyết áp ban ngày nhưng lại làm tăng huyết áp về ban đêm. Những ngày qua, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SES Cần Thơ tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân vào khám hoặc nhập viện vì huyết áp tăng cao và tim mạch có vấn đề. Các bác sĩ cho biết nhiệt độ cao và kéo dài sẽ làm gia tăng sự bài tiết mồ hôi, khiến quá trình trao đổi chất của cơ thể cũng bị đẩy mạnh. Cơ thể mất một lượng nước lớn khiến nồng độ máu giảm, độ kết dính trong máu tăng cao, làm cho máu bị cô đặc, ảnh hưởng đến các bộ phận như tim, thận, não. Tim của người cao huyết áp vốn thường xuyên phải gắng sức để tăng cường độ co bóp, đẩy máu qua những vùng mạch máu hẹp do tổn thương của dịch huyết áp cao, này lại thêm gánh nặng, từ đó làm gia tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não. Nhiệt độ tăng cao làm cho người bệnh cao huyết áp phải đối mặt với loạt khó chịu thường thấy như bứt rứt, khó chịu, chóng mặt, nhức đầu. Các hiện tượng này nếu như không điều trị kịp thời, dễ dẫn đến đau tim, nhồi máu cơ tim. Thời tiết nắng nóng còn làm cho người bệnh khó tìm được một giấc ngủ ngon. Tình trạng thiếu ngủ hoặc chất lượng giấc ngủ kém sẽ tăng áp lực lên tim, dẫn tới huyết áp tăng. Ngoài ra, khi trời nắng nóng, người bệnh ngại vận động, thường xuyên ngồi trong phòng lạnh bật máy điều hòa với nhiệt độ thấp. Điều này đặc biệt nguy hại do sự chênh lệch nhiệt độ giữa trong phòng và môi trường sẽ gây tình trạng mạch máu đang ở trạng thái giãn nở bình thường, tức thời co lại hoặc đang co lại bị giãn nở đột ngột, khiến huyết áp không ổn định, dễ bị tăng, hạ, không kiểm soát. Nhiệt độ nắng nóng của môi trường khi vượt quá ngưỡng cơ thể chịu đựng có thể dẫn đến nhiều biến cố nguy hiểm, thậm chí là đột quỵ tử vong. Tuy nhiên, với thói quen lên thì uống, xuống lại thôi, ở người bệnh tăng huyết áp đã làm không ít người phải nhập viện cấp cứu vì tai biến mạch máu não, di chứng liệt nửa người do huyết áp gây ra. Chân. Do đó thì trong phần trò chuyện cùng bác sĩ sau đây, người bị tăng huyết áp cần phải lưu ý theo dõi để ít nhiều bản thân có thêm những kiến thức phòng bệnh trong những ngày nắng nóng của thời tiết. Xin được kính chào thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Đào Nhật Quy đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, được biết là đặc điểm của huyết áp là có sự biến đổi khá lớn trong ngày và giữa các ngày. Như vậy thì chúng ta làm như thế nào để biết được là bản thân mình có bệnh tăng huyết áp hay không ạ? Huyết áp thì nó sẽ dao động trong thời gian trong ngày cũng như giữa các ngày với nhau. Do bản thân huyết áp mình nó sẽ đáp ứng theo cái tình trạng hoạt động của cơ thể. Ví dụ như một cái bệnh nhân mà có tập thể dục thì dĩ nhiên cái mức dao động nó cũng sẽ tăng theo hoặc là giảm xuống tùy theo cái mức hoạt động trong cái vấn đề tập thể dục thể thao của người đó. Do đó để xác định là có tăng huyết áp hay không thì mình nên đến các cơ sở y tế, có nhân viên y tế thì họ sẽ đo huyết áp đúng theo cái tiêu chuẩn, thì lúc đó mình sẽ chẩn đoán được theo như những cái guideline gần nhất, những cái hướng dẫn điều trị gần nhất. Thì mức tăng huyết áp thì sẽ xác định khi mà huyết áp tâm thu trên 140, huyết áp tâm trương là trên 90. Ở những cái mức này thì mình sẽ đo huyết áp là cho bệnh nhân ngồi nghỉ khoảng 15 phút, rồi sau đó mình sẽ đo. Và huyết áp sau khi mình đo thì huyết áp đó là chính xác nhất. Như vậy thì đối với những người bị tăng huyết áp thì sẽ có những nguy cơ gì cho sức khỏe hả? Đối với một cái bệnh nhân mà bị tăng huyết áp thì sẽ có khá là nguy cơ dành cho sức khỏe. Một số các cái biến cố mà mình thường gặp đối với bệnh nhân tăng huyết áp thì mình thường hay nghe nói nhiều nhất đó là những cái biến cố trên mạch máu. Đó là những biến cố mà khá là nặng nề và thường gặp nhất. Những cái biến cố thường gặp nhất về trên mạch máu đó là đột quỵ nè, nhồi máu cơ tim hoặc là những cái tổn thương mạch máu khác nhưng có thể ít gặp hơn. Rồi ngoài ra có thể có những cái tổn thương khác trên những cái cơ quan, thì máu là sẽ đi nuôi toàn bộ cơ thể, thành ra ảnh hưởng toàn bộ cơ quan cái trong cơ thể, đặc biệt là những cái cơ quan như quý như là thận hoặc là não hoặc là tim.
Nếu như mà bệnh cao huyết áp thường gặp trong một số thành viên của gia đình, như vậy thì bản thân mình có nguy cơ mắc bệnh hay không? Mà bệnh này nó có di truyền không ạ? Tăng huyết áp thì nó sẽ được chia thành hai loại. Loại thứ nhất là tăng huyết áp vô căn. Ở loại này thì các cái bệnh nhân thường là không cần thiết là có nguyên nhân ha. Và thường là có cái tính chất gia đình. Đặc biệt là trong gia đình của mình là có những người mà mắc bệnh tăng huyết áp sớm, ba mẹ, anh chị em ruột, tức là những người có quan hệ cùng huyết thống với mình. Sớm ở đây thì là 45 tuổi đối với nam và 40 đối với nữ. Thưa bác sĩ, khán giả Trường Xuân có câu hỏi về chương trình, đó là tôi bị cao huyết áp nhiều năm nay, hiện tôi đang uống Convexin. Khi bị lên cơn cao huyết áp đột ngột thì tôi cần làm gì để hạ huyết áp xuống? Nếu xảy ra hiện tượng nôn trớ thì phải làm gì ạ? Cho dù là bạn có đang sử dụng thuốc hay là không sử dụng thuốc, thì khi mà bạn có một cái cơn tăng huyết áp, đặc biệt là khi huyết áp lên trên 160, huyết áp tâm thu, thì nguy cơ xuất huyết não là có, đặc biệt là ở người già lớn tuổi. Do đó lời khuyên của bác sĩ là khi mà mình có một cái cơn tăng huyết áp thì trừ phi là nhà bạn quá xa cơ sở y tế gần nhất thì bạn mới cần sử dụng những cái loại thuốc ở nhà để hạ huyết áp khẩn cấp. Thì mình có thể sử dụng Captopril 25mg một viên ngậm dưới lưỡi. Thì cái này nó, viên thuốc này nó khá là phổ biến, mình có thể mua ở các nhà thuốc tây được. Lời khuyên cho cả hai cái nhóm đó là dù xa hay dù gần thì sau khi sử dụng thuốc thì các bạn cũng nên đến cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán và điều trị sớm hơn và phát hiện các cái biến chứng có thể. Về cái câu hỏi là nếu mà bị nôn trớ thì câu trả lời của bác sĩ cũng là khuyên nên đến cơ sở y tế gần nhất. Tại vì nôn trớ qua một cái cơn mà tăng huyết áp cao như vậy thì khả năng mình cũng không loại trừ được chuyện là bệnh nhân có vấn đề về xuất huyết não kèm theo. Cuối cùng thì bác sĩ có lời khuyên gì dành cho người dân trong việc kiểm soát tốt huyết áp của mình, nhất là trong thời điểm nắng nóng hiện nay không ạ? Ở thời điểm hiện tại thì miền Nam bắt đầu vào mùa nắng nóng. Thì bác sĩ có một vài lời khuyên dành cho những cái bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân đã có tiền sử bị tăng huyết áp trước đây. Thì thứ nhất là mình phải uống đầy đủ nước, bổ sung cho cơ thể đầy đủ nước. Thứ hai nữa là hạn chế các thức ăn có nhiều muối. Thứ ba là mình nên theo cái đơn thuốc của bác sĩ và mình uống đầy đủ, đúng giờ, đúng ngày, đúng liều lượng. Và mình tái khám một cách thường xuyên để bác sĩ có thể điều chỉnh cái thuốc, tăng hoặc giảm liều, đạt được cái hiệu quả kiểm soát huyết áp tốt nhất. Và một lời khuyên quan trọng nhất đó là mình nên tránh thay đổi nhiệt độ một cách quá đột ngột. Ví dụ như nhà mình có thể sử dụng điều hòa nhiệt độ, thì khi mà mình, ví dụ như mình đang ở trong một cái phòng khoảng 25-26 độ C, thì trước khi mình ra một cái môi trường nắng nóng khoảng 37 độ C đi, thì mình phải có một cái vùng đệm nhiệt nó khoảng 30-31 độ, tức là một cái vùng mát ở trong nhà trước khi mình ra vùng nắng nóng. Rồi khi ra ngoài nắng nóng thì mình phải che kính để tránh cái trường hợp là bị thay đổi nhiệt độ một cách quá đột ngột. Dân xin được cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi ạ. Các chuyên gia tim mạch khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm tra huyết áp của mình, không đợi đến lúc có triệu chứng mới đo huyết áp. Hơn hết, với những người mắc bệnh thì việc điều trị tăng huyết áp cần phối hợp giữa thuốc, chế độ sinh hoạt và dinh dưỡng một cách hợp lý mới đưa lại hiệu quả cao. Đến đây, chương trình Câu chuyện Y tế kỳ này cũng xin được khép lại. Quý khán giả quan tâm mong muốn gửi những thắc mắc về sức khỏe để được các bác sĩ giải đáp, có thể gửi thư về chương trình qua địa chỉ hộp thư Câu chuyện Y tế Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang, hay có thể liên hệ qua số điện thoại và địa chỉ email đang hiển thị trên màn hình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.